xin tất cả mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hiện tại thời tiết ở Boston đã đang là mùa thu rồi và thời tiết dạo gần đây phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rất là mát mẻ, không quá là lạnh và cũng không quá là nóng. Thì mình phải tranh thủ nhân cái cơ hội này trước khi mà thời tiết đi vào mùa đông, một cái mùa cực kỳ là đáng sợ, thì mình sẽ phải tranh thủ để tận hưởng cái khoảng thời gian này và đi chơi, trải nghiệm một số những cái hoạt động mới mẻ vào mùa thu mà mình trước đây mình chưa có cơ hội thử khi mà mình còn ở Việt Nam. Thì mình cũng muốn là sẽ vlog lại để cho mọi người cũng xem, cũng như là để lưu giữ lại những cái kỷ niệm của năm đầu tiên, mùa thu đầu tiên của mình ở Mỹ nhá. Ok, bắt đầu video thôi. Let's go. Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tới một cái nơi mà không phải ở trong thành phố Boston nữa. Tại vì thành phố này thì cũng khá là nhỏ và suốt những cái tháng vừa rồi thì tất cả những cái nơi đẹp nhất ở đây thì mình cũng đã đi gần như là hết rồi. Vậy nên là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tới một cái town vẫn ở trong Massachusetts thôi. Thế nhưng mà cách nơi mình ở khoảng 50 phút lái xe. Hôm nay đi buổi sáng thì mình có hơi buồn ngủ một xíu, thế nên là gần tới nơi mới tỉnh dậy. Lúc mình dậy thì nhìn sang hai bên cửa sổ thì cực kỳ là đẹp luôn, tại vì là độ này lá đã vàng rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay thì mình đi tới một cái vườn để đi hái táo. Đó, hôm nay thì trời buổi sáng hơi lạnh một xíu, thế nhưng mà được cái là khá là nắng, thế nên là mọi người tới đây rất là đông luôn. Đây mới chỉ là một cái khu đậu xe thôi, thế nhưng mà đã đông như thế này rồi. Trên đường đi vào bên trong để mua vé thì có một cái chỗ để mọi người ngồi nghỉ ngơi và ăn uống như thế này. Nói chung là vào thời tiết này mà ngồi bên ngoài trời ăn uống nói chuyện thì rất là dễ chịu luôn. Ngoài táo thì hiện tại đã là tháng 10 và cuối tháng còn có ngày Halloween nữa. Thế nên là bên này người ta có cả vườn bí ngô cho mọi người vào lựa chọn. Vé vào cửa ở đây thì người ta chia ra làm hai loại túi, túi to và túi nhỏ tùy theo số lượng người đi. Để đi vào được đến vườn táo thì mình sẽ lại phải xếp hàng thêm một lượt nữa và đi lên một cái xe như thế này để người ta đưa vào bên trong khu hái táo. Tại vì cái chỗ farm này khá là rộng và vào mùa hè người ta còn có những cái khu hái những cái loại quả khác nữa. Trước khi vào thì mình sẽ được giới thiệu về các loại táo mà họ có, như là táo Fuji hay là táo Golden. Nói chung là mình được tùy chọn vào vườn táo nào cũng được. Thế nhưng mà mình sẽ phải để ý xem là loại táo nào đang tới độ chín ngon để có thể hái được những quả ngon và đẹp nhất. Mình thấy kiểu ở đây những cái quả chín thì toàn nằm tuốt ở tận trên cao, mà kiểu mình thì chiều cao có hạn, thế nên là phải ngậm ngùi hái những cái quả bên dưới. Tới đây thì mình thích nhất là cái cảm giác được tự tay hái táo và ăn táo tại vườn luôn. Tại vì nếu như là mọi người ăn táo luôn ở đây thì người ta sẽ không giới hạn số lượng táo mà mọi người hái. Đó, như mọi người thấy thì ở đây cái vườn này siêu rộng với rất nhiều các loại táo khác nhau luôn. Hái táo Fuji một lúc thì mình có đi loanh quanh để tìm xem khu nào còn nhiều táo không. Tại vì cơ bản là tầm này đi mọi người cũng đã hái gần hết táo ở trong vườn rồi. Cái khu thứ hai này mình đi thì táo có vẻ như là ngon và đẹp hơn cái khu trước đó, nên nói chung là cũng thu hoạch được kha khá để bỏ vào túi nên em về nhà. Như mọi người thấy thì ở đây còn có rất nhiều loại quả khác, như là vào tháng 7, tháng 8 còn có quả việt quất và cả quả cherry nữa. Trước khi quay trở về khu ăn uống ban đầu thì mình có thử cái táo caramel này, và theo cảm nhận của mình thì nó hơi bị ngọt một chút, tại vì mình thấy khẩu vị của người bên này ăn ngọt hơn khá là nhiều so với người Việt Nam mình. Lúc lên xe để trở về thì cũng đã là tầm trưa rồi và cái bụng của mình nó đã bắt đầu đình công tại vì đói. Thế nên là hôm nay mình quyết định là mình cũng sẽ ăn luôn ở vườn để tận hưởng khí trời và thời tiết này. Thế nhưng mà trời ơi, mọi người biết gì không? Cái line để xếp hàng và mua đồ ăn nó dài đằng đẵng luôn. Và thôi, tới đây vào một ngày trời đẹp, lại còn là cuối tuần nữa, thế nên là phải chấp nhận thôi. Trời ơi, ăn một đống táo xong vẫn đói. Bây giờ xếp hàng lâu là lâu.
Mọi người nhìn thấy cây ở trên mình, trên đầu mình không? Nó vàng, ơi là vàng luôn. Chắc là mấy hôm nữa mình sẽ đi ngắm lá vàng các thứ. Tại vì nghe nói là ở gần Boston, đi sang bên New Hampshire thì lá vàng bên đó khá là đẹp. Chắc là mấy hôm nữa khi mà mình rảnh thì mình sẽ đi và dẫn mọi người theo. Chờ một lúc lâu nữa thì cuối cùng cũng đã có đồ ăn. Đồ ăn ở đây thì tất nhiên là không được ngon lắm và mình cũng đã không hy vọng từ đầu. Thế nhưng mà có thứ để cứu đói là vui lắm rồi. Ăn uống xong xuôi thì mình cũng lên đường để đi về thôi. Vậy nên là không quay gì nhiều. Và yeah, hẹn gặp lại mọi người ở những ngày tiếp theo nhé. Bye bye! Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình phải dậy từ lúc 5 giờ và ngoài trời còn tối thui luôn. Sáng nay thì phải đi khá là xa, vậy nên là tranh thủ chạy qua hàng đồ ăn Việt Nam mở sớm để mua cái bánh mì với chả rồi đi luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ phải chạy xe 3 tiếng sang bang New Hampshire để ngắm lá vàng. Thật ra thì ở Boston cũng có, thế nhưng mà tại vì ở đây là thành phố, thế nên là mình muốn đến một nơi thật là đẹp, có thể thật sự hòa mình vào thiên nhiên. Lên xe mình ăn uống xong xuôi, đánh một giấc và cuối cùng thì cũng tới nơi. Đến nơi thì mới khoảng hơn 9 giờ sáng thôi, mà ở đây thời tiết còn lạnh hơn nhiều so với ở Boston luôn. Lúc mình tới thì mới khoảng 3-4 độ gì đó. Và ở đây thì người ta còn dựng lều cắm trại rồi ngủ qua đêm ở đây luôn. Tới lúc mình đến thì họ mới dậy và thu dọn đồ đạc. Ban đầu thì mọi người cũng định bắt đầu nhóm lửa rồi cắm trại luôn. Thế nhưng mà tại vì sợ còn hơi sớm với cả là trời còn khá lạnh, thế nên là đã quyết định thay đổi kế hoạch là đi sang một số địa điểm để chụp ảnh trước. Mình có nghe kể thì mọi người nói rằng mọi hôm đặc biệt là vào cuối tuần thì rất đông người đổ xô đi ngắm lá ở New Hampshire. Và đường lên đây thì kẹt xe quá trời luôn. Thế nhưng mà rất là may mắn khi mà mình hôm nay đi thì vào một ngày trong tuần trời nắng và rất là vắng vẻ. Địa điểm mà mình đang tới là một cái hồ, nếu như mình nhớ không nhầm thì tên gọi của nó là Echo Lake. Đây là một cái địa điểm mà nếu như trong tương lai mọi người có ý định đi tới New Hampshire vào mùa thu để ngắm lá thì mình rất là recommend mọi người ghé thăm nơi này. Ở đây thì khung cảnh rất là yên bình và đem tới cho mình một cái vibe ở một số những cái địa điểm ở Thụy Sĩ mà mình đã xem qua những cái video du lịch ở trên YouTube. Lần này mình đi thì cũng khá là may mắn khi mà canh đúng đợt lá ở New Hampshire đạt đến ngưỡng đẹp nhất. Nếu như những năm tới mà mọi người có ý định đi tới đây thì mình khuyên là mọi người nên tìm đọc qua mạng trước những cái ngày mà người ta dự kiến lá sẽ đạt peak. Tại vì nếu như mà đi muộn hơn thì lá có thể sẽ rụng hết mất. Và đặc biệt là những ngày lá vàng đẹp như thế này thì mọi người sẽ phải cực kỳ tranh thủ tại vì nó sẽ không kéo dài. Và mình nghĩ là bây giờ thì có lẽ là mình sẽ không nên nói gì nữa cả, mà hãy để cho mọi người tự tận hưởng cái vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng này. Một lúc đến tầm trưa thì mình di chuyển quay trở lại chỗ cắm trại ban đầu để bắt đầu nướng thịt, tại vì cũng đã bắt đầu buổi trưa rồi, mọi người bắt đầu đói và thời tiết thì cũng đã ấm dần lên hơn. Hello mọi người, hiện tại thì mình đã quay trở lại cái địa điểm ban đầu mà mình tới. Bây giờ đã là buổi trưa rồi cho nên là kiểu thời tiết nó cũng ấm hơn khá là nhiều, rất là thích hợp cho cái việc cắm trại các thứ ở đây. Thì bây giờ mình sẽ mang đồ để đi vào trong kia cắm trại nhé. Let's go. Hôm nay đi thì mọi người đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn để vào rừng nướng thịt, ăn uống chiêu chiêu. Ở đây thì người ta cũng có lò nướng để cho mình sử dụng. Thế nhưng mà mình thấy để tiện nhất thì mọi người nên mang theo một cái bếp nướng mini nhỏ nhỏ để có thể làm đồ ăn chín nhanh hơn nhé.
À, có một lưu ý khác cho mọi người là vào trong này thì sẽ hoàn toàn không có một tí mạng, một tí sóng điện thoại nào cả. Vậy nên là mình cảm giác như là tới đây tất cả mọi người sẽ được tách biệt cái thế giới xô bồ ngoài kia, sẽ không phải suy nghĩ gì hết và có thể ngồi ăn uống, tâm sự và trò chuyện với nhau mà không bị sao nhãng ở bất cứ điều gì. Hello mọi người, mình vừa mới ăn uống xong xuôi, nói chung mà không biết làm gì, thế nên là vừa mới trèo xuống mấy cái mỏm đá ở dưới này để chụp mấy kiểu ảnh. Ôi trời ơi, ngồi ăn ở đây kiểu rất là thích, khá là mát mẻ. Buổi trưa thời tiết ấm hơn cái lúc sáng mình tới. Thế nhưng mà mọi người thấy đây, trời ơi, mũi nó đốt mình, thật là dã man. Chắc là bây giờ mình sẽ đi loanh quanh ở đây rồi mình sẽ quay vòng vòng cho mọi người xem nhé. Ở dưới này thì cái nước này trời ơi nó siêu lạnh luôn. Mình vừa mới thử sờ vào mà nó lạnh như nước đá ấy. Có lẽ là nếu mà quay lại đây vào mùa hè thì mát mẻ các thứ cũng sẽ khá là thích. Còn hôm nay thì là mát mẻ, bây giờ thì là mát mẻ đấy, nhưng mà sáng nay mình tới chỉ có 4-5 độ, hơi lạnh một chút. Trông mình bây giờ kiểu khá là tã tưởi, ăn uống xong rồi mùi thịt đường nó ám hết vào người luôn. Thế nhưng mà ngày hôm nay đi thì rất là vui, tại vì thời tiết đẹp này, rồi là khung cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mọi thứ đều rất là tuyệt vời luôn. Vào trong này thì mình cảm giác như là mình quên hết cả thời gian. Mình cứ ngồi ăn, đi dạo xung quanh rồi lại ăn. Thế mà quay đi quay lại trời cũng đã gần tối rồi. Và thời tiết lúc này thì bắt đầu gió và lạnh trở lại. Thế nên là mọi người cũng tranh thủ ngồi chơi, ăn uống rồi chụp ảnh nốt. Và cuối cùng là lên đường trở về, kết thúc một cái getaway trip rất là tuyệt vời và rất là thành công. Và yeah, video này của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và mong mọi người sẽ thích vlog lần này. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye.